chính của lễ hội Halloween ở Mỹ. Bí ngô và những cuộn cỏ khô là biểu tượng đầy đủ của bốn khu ở nước Mỹ. Chúng thể hiện mong ước của người dân về một mùa màng bội thu. Mô hình ma quỷ cũng xuất hiện nhan nhản trong mùa lễ hội Halloween. Leo trèo, người chơi ngay trong hiên nhà, cửa nhà được trang trí như cửa xuống địa ngục. Khăn đỏ trước cửa như này giống như quan cảnh trong một bộ phim kinh dị bậc nhất của Hollywood. Đó là các truyền thống để bày tỏ sự hài hước với ma quỷ và thú vị trong mùa lễ hội này. Halloween là lúc để thể hiện một chút sự linh hoạt. Con người đôi khi có lúc để cùng với khác, nhưng hãy nói về điều đó một cách vui vẻ và có thể cũng kiểu như làm cho bọn trẻ vui vui và sợ hãi một chút. Sợ hãi là điều khó tránh khỏi với lũ trẻ, nhất là vào buổi đêm khi chúng sẽ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo theo một trò chơi truyền thống của lễ hội Halloween. Lúc cháu đi về con chỗ này vào buổi đêm tối om, những hình động lắc lư chúng sợ lắm, phải nhắm mắt chạy thật nhanh vào cửa. Cháu cũng thường sợ những quang cảnh như thế này lắm, toàn phải đứng ngoài bảo chị cháu đi vào cửa nhà khác để xin kẹo. Ở đêm Halloween năm nay thì chắc chắn sẽ không có nhiều cỏ để dùng cắn kéo nhau đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo theo như truyền thống, vì có sự lo ngại lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên chủ nhà này còn nói với tôi rằng là họ sẽ đặt một cái giỏ kẹo ở đây với một đêm Halloween để những trẻ có thể tự đến lấy. Tất nhiên là nếu như chúng không sợ cái quan cảnh và những cái hình độ như thế này vào ban đêm. Thưa có biết gì được ra? Thế là người ta Việt Nam như thế nào thì khi bạn có tổng giá trị đến tuổi. Mấy con ma giả vờ.